Trang Quỳnh, tập 221, ném mùi cho biết. Quỳnh ơi, có vụ kiện cáo ở nhà Việt, tụi tao không xử được, mày tới xử giùm đi. Rửa chén là anh hùng. Vậy chứ chú Lưu đâu? Ông Lưu cùng phu nhân về quê dự đám cưới rồi. Vậy mà không rủ mình đi với, trời xấu. Ở đây ai cũng biết mặt con, họ đâu có sợ mà báo con xử. Quốc gia không thể một ngày không có vua, làng không thể một ngày không có lý trưởng. Mày làm lý trưởng đi, đeo rau vào đi quốc cao lên. Hay à, đợi con một chút. Thế này giống lý trưởng chưa ạ? À? Thiếu cai cù nêu, lý trưởng không được đi ẹo ẹo như biểu diễn thời trang. Giống rồi đó, tới nhà Việt mau đi. Ủa, ông Lý Lù đâu? Ông này là ai? Không có Lý Lù, có Lý Vại thay thế. Thắc mắc hả? Lù lớn, Vại nhỏ hơn. Không có Lù thì có Vại, thế mà cũng không hiểu. Kiện vụ gì? Chồng quánh. Ông quánh tôi bầm tay bầm mặt, bầm cả mình mẩy. Thôi khỏi khoe, dẫn chồng của bà này lên đây. Sao ông đánh vợ dữ vậy? Hồi mới quen nhau, ông có báo trước sau này tôi sẽ đánh em không? Lúc mới quen ai dạy gì nói điều đó. À, tôi làm gì sai mà bắt tôi? Vợ tôi có quyền đánh. Tôi có đánh vợ ông đâu mà bắt tôi. Từ xưa chồng đánh vợ là chuyện bình thường. Tôi không có tội, tôi về. Bắt hắn lại. Ta không ghép ông tội đánh vợ, ta ghép ông vào tội cố ý đả thương người khác. Ha ha. Phép vua thu lệ làng. Ở đây ta là luật, nhốt hắn. Cãi luật làng, ta sẽ đưa ông đi làm dân phu ngoài biên giới. Liệu đó mà cãi. Bỗng ông Lý, chồng con quánh con dụng hết văn rồi. Trời ơi, ở đây có dịch quánh vợ đang hoành hoành. Bắt chồng của chị này về tội cố ý đã thương người khác. Thôi, không làm lý trưởng nữa. Xử mấy cái vụ này mãi chán lắm. Mày không xử thế nào cũng có ngày mấy bả chịu không nổi, vùng lên đánh chồng. Lúc đó sẽ có dịch quánh chồng, loạn cả làng. À, hay à, ý của chú hay à. Không đánh vợ, không đánh vợ, không đánh vợ. Hai thằng kia có bị điên không vậy? Không đánh vợ, không đánh vợ. Chúng nó đánh vợ, bị ông Lý Vại phạt đấy. Chúng nó phải leo lên nóc nhà nói như thế cho đến khi vợ chúng xin ông Lý tha thì mới được về. Mấy chú đi dán yết thị này khắp làng cho con phải diệt trừ dịch quánh vợ. Mày biết chữ không? Đọc cho tao nghe đi. Một bụng chữ đây này, nghe đây. Ai đọc được yết thị này là nhân tài. Người nào nghe nhân tài đọc những dòng chữ này thì phải đãi nhân tài một chầu cháo vịt. Tao đọc được, tao là nhân tài. Mày nghe tao đọc, mày phải đãi tao một chầu cháo vịt. Sao, tao không tin. Không tin thì đọc đi. Tao đâu biết đọc. Không đọc được thì phải tin những gì tao đọc. Đãi, không tin. Cha nội đó cũng có biết đọc đâu. Chả bịa đấy, để tôi đọc. Lệnh của làng cho phép đánh vợ nhưng không được để lại thương tích. Ai vi phạm sẽ bị leo lên nóc nhà ngồi hát cho tới khi vợ lánh về. Tính xạo để ăn cháo vịt hả? Đánh mà không để lại thương tích thì đánh thế nào? Không mua rượu hả? Tôi đánh à. Lệnh làng cứ việc đánh nhưng cấm để lại thương tích à. Tôi đánh bằng cái gối. Bịch. Hè em quá, đánh nữa đi. Tức quá, tức quá. Rầm. Hè đánh vợ không được nên đánh cái rổ chén. Kiện vụ gì nữa? Ông Lý bổ sung thêm lệnh đi. Cấm mấy ổng đập chén bát đi. Đánh tụi tôi không được vì sợ leo lên nóc nhà hát như thằng điên nên mấy ổng đập chén bát bể hết trơn. Không dám quánh mấy ổng à? Mấy ổng đập chén thì cứ quánh cho ta. Ông Lý cho phép quánh. À quên, tụi tôi quánh nhưng rủi để lại thương tích thì sao? Chả sao cả, lệnh làng chỉ cấm chồng gây thương tích cho vợ thôi. Ráng. Tôi bảo thôi à, còn đập chén nữa tôi bạo hành gia đình à. Dám không? Ráng. Trác. Đi đâu vậy? Kiện, vợ tao đánh tao phù mỏ. Tao thì bị đánh nở mũi. Đàn ông để đàn bà đánh, không xấu hổ mà còn đi kiện hả? Về. Ông Lý ơi, chồng tôi đánh tôi bầm mắt nè. Lệnh làng kỳ cục quá, tôi nhịn không nổi nên phải đánh lại. Thế thì cứ leo lên đó ngồi hát, không hát ta cho đi dân phu. Không đánh vợ, không đánh vợ. Mình ơi, xin cho tôi về đi, tôi thề sẽ không đánh mình nữa. Khi nào hết bầm mắt thì tôi mới xin.
không đánh vợ. Ông nào ngon thì cứ đánh vợ đi. Mở cửa. Không mở, đi đánh bạc cả đêm, giờ không cho vào. Cược tức chết đi thôi. Chịu hết nổi rồi, tôi sẽ cho bà một trận. Này, đừng có dại, leo lên nóc nhà ngồi hát, khổ chưa từng thấy đấy, tao nếm mùi rồi. Ngồi trên nóc nhà dù mưa hay nắng, ông Lý cũng không cho xuống. Ngồi đó hát cả ngày cả đêm, đứt cái cổ họng mà mỗi ngày chỉ được uống một chén nước và ăn một củ khoai lang. Đã thế mà bọn trẻ còn cứ đứng dưới đất mà chọc ghẹo, ném đá lên, chịu không nổi đâu. Thà chịu thua đừng đánh mấy bả cho an toàn bản thân đi, cứng đầu coi chừng bị đưa đi dân phu đấy. Lão Lý vại này chơi độc ghê. Ông Lý ơi, phòng khám bệnh của tôi đầy nạn nhân của nạn bạo hành gia đình kia. Ha ha, ông nào cũng bị u đầu sứt mũi. Tại cái lệnh kỳ cục của ông mà còn cười nữa. Hết dịch chồng quánh, vợ tới dịch vợ quánh. Biểu tình hả? Yêu cầu ông Lý hủy bỏ lệnh cho phép đàn bà dùng bạo lực với đàn ông. Ngồi xuống nghe ta nói. Bị vợ đánh có đau không? Đau thấu trời xanh. Có tức không? Tức muốn bể gan. Có buồn không? Buồn như con chuồn chuồn. Vậy khi các ông đánh vợ, các bà cũng đau thấu trời xanh, tức muốn bể gan và buồn như con chuồn chuồn, có biết không? Luân lý không cho phép vợ phản kháng lại chồng. Các ông lợi dụng điều đó đã ăn hiếp vợ. Ta cho phép các bà đánh lại các ông là để các ông nếm mùi cho biết cảm giác thế nào khi bị đánh mà không được quyền phản kháng. Đánh một người không có quyền phản kháng là hèn. Hiểu rồi, ông Lý bỏ cái lệnh ấy đi. Ta không bỏ, ta sẽ bổ sung thêm một lệnh khác để cân bằng giới tính. Cho phép vợ đánh chồng nhưng cấm để lại thương tích. Bà nào vi phạm cũng sẽ bị leo lên nóc nhà ngồi hát. Ha ha, vậy là mình có quyền tự vệ nhưng không được gây thương tích cho đối phương. Ha ha, bố mẹ đánh nhau bằng gối kìa. Cảm ơn ông Lý, nhờ lệnh của ông mà hàng gối của tôi đắt như tôm tươi. Chúng nó quánh nhau rách gối nên mua ào ào. Hàng chén bát của tôi cũng đắt lắm, chúng nó đánh nhau không được nên phải đập chén bát cho đỡ tức. Đập xong thì phải mua cái mới. Tôi nghĩ ra rồi, đánh nhau kiểu này chỉ làm giàu cho hàng chén bát, hàng gối, không đánh nhau nữa. Dễ thôi, ông đừng đánh bà thì bà không đánh ông, ông trọng bà thì bà cũng trọng ông. Sao ế thế, chúng nó không đánh nhau nữa à? Thiên hạ thái bình. Sợ mày quá, tao đi có nửa tháng mà mày làm cho cả làng rối tinh lên. Rối tinh sao được à? Còn lên ngồi có nửa tháng mà thiên hạ thái bình rồi kìa. Từ nay sẽ không còn nạn bạo hành gia đình nữa đâu. Mà sao mày to gan thế? Từ ngàn xưa người ta đã có quan niệm trọng nam khinh nữ, mà nay mày dám trọng nữ khinh nam. Không trọng bên nào hết, nam hay nữ đều nặng cân như nhau. Từ lúc lập quốc mình đâu có trọng nam khinh nữ. Lúc đó mình theo chế độ mẫu hệ, đàn bà được xem trọng. Do đó nên hai bà Trưng, bà Triệu mới có thể lãnh đạo khởi nghĩa. Chỉ sau ngàn năm bị người Tàu đô hộ thì mình mới có quan niệm ấy. Quan niệm xấu du nhập từ nước ngoài, bỏ nó đi, he he. Xin chị Quỳnh cho tôi mượn thằng Quỳnh một thời gian. Hay, người ta mượn tiền mượn bạc chứ có ai mượn con bao giờ. Tôi có thằng con trai tướng tá hào hào thằng Quỳnh, trạc tuổi thằng Quỳnh. Nó vừa mất vì bệnh, tôi nhớ nó quá. À, tôi hiểu rồi, quan muốn thằng Quỳnh về làm con để quan đỡ nhớ con. Đúng là như thế, nó chỉ làm con tôi một thời gian thôi chứ không ở luôn đâu. Việc này thì tôi phải hỏi ý cháu. Đúng rồi, cha mẹ không nên ép buộc con cái, phải tôn trọng ý kiến của chúng. Con không chịu đâu. Sao thế, ở nhà quan con sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Người ta nói con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo, thà mặc xấu ăn dở mà ở với cha mẹ vẫn hơn. Quan đã có ý như vậy mà con không chịu, mà biết nói sao với quan đây? Xin quan cho thư thả để tôi thuyết phục cháu. Được rồi, khi nào nó chịu thì chị đưa tới nhà tôi. Ông quan này hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ ghê. Tức chết đi được, bài của tao thế này mà thầy phê điểm bình, trong khi bài của thằng tỷ viết chữ ẹt mà thầy phê ưu. Khéo phân bì, mẹ nó biếu quà cho thầy luôn, ưu là phải. Nói mẹ mày biếu quà để có ưu đi. Đóng tiền học đã bốn đùi, tiền đâu mà biếu quà. Không quà thì bình, không liệt là may rồi. Liệt, điểm thấp nhất. Sao mày khóc? Tao bị bình, thế nào cha tao cũng cho liệt. Không hiểu,
thầy phê điểm bệnh, cha tao đánh cho nằm liệt giường luôn. Thôi thì lần sau ráng ưu vậy. Ưu sao nổi, không có quà biếu thầy thì học lòi con mắt cũng chả được ưu. Có thầy như thế à? Tại thầy của mày tốt nên mày không biết đấy. Để tao nhờ cha tao triệt mấy ông thầy đó. Làm như cha mày là quan vậy. Chứ sao, để rồi xem, tao sẽ tự phong tao làm cậu ấm con quan. Chả thì quan cũng như thầy, có quà là quà tốt. Gặp thầy tốt, quà qua sao nổi. Quan tốt thầy tốt ít hơn cả ngón tay. Mời cho con lại ở nhà quan đi ạ. Đổi ý nhanh thế. Tại con thấy cũng tội tội ổng. Thôi thì để con cam chịu cảnh ăn ngon mặc đẹp một thời gian vậy. Bẩm quan, cháu nó chịu đến ở với quan rồi đấy ạ. Tốt quá, vào đi con. Ở nhà ta sẽ gọi con bằng tên của con ta. Tên con sẽ là Thu Liễu. Trời, con trai mà tên Thu Liễu. Mẹ nó thích tên ấy, ta phải chịu thôi. Còn phốt pháp thế này mà gọi là Liễu. Cây liễu cổ thụ cũng phốt pháp lắm. Không biết xài tên của ông rồi có quẻo theo ông không nữa. Cha cho con đi học nhé. Con thích học trường của thầy Lê Văn Hòa. Đương nhiên rồi, chơi vài hôm rồi ta dẫn con đến trường. Ủa, mày có cha làm quan thật à? Xuyệt, đừng có là. Để tao cho ông thầy này điểm liệt, để ổng liệt giường luôn. Hè hè, mình có đứa học trò con quan, phen này ấm bụng rồi. Cả lớp làm một bài văn tả cảnh mùa đông cho ta. Chà, có bộ thằng con của quan học khá đây. Nó viết ào ào không dừng tay. Con xong rồi ạ. Trời, trời, ông trời xuống đây mà xem nó tả mùa đông nè. Mùa đông lá vàng rơi đầy sân, nắng rực rỡ cực kỳ thơ mộng. Con thích mùa đông vì được đi tắm sông, tắm ao cho mát. Mùa đông nóng bức nên con phải mặc áo lá cho mát. Đến tối con ra ngồi hiên ngủ cho mát. Thích nhất là vào mùa đông khi ngủ không phải đắp chăn. Sao mày viết mùa đông lạnh như cắt? Mày không biết mùa đông à? Mùa đông lạnh, hè nóng, thu mát, xuân phơi phới. Chết tao rồi, tao viết mùa đông nóng nực. Hê, thầy phê cho tao điểm ưu. Mày tả mùa đông sai rồi. Thưa thầy, thằng Thu Liễu tả mùa đông sai mà thầy phê điểm ưu. Chúng mày biết gì mà bảo ta phê điểm sai. Thầy thiên vị, cha mày làm quan nên thầy muốn lấy lòng cha mày. Thế nào cha mày cũng tặng quà cho thầy để sau này mày được ưu dài dài. Ông trời ơi, tức quá. Kiện không, đứa nào muốn kiện thì theo tao. Tao được ưu nhưng thầy bất công lắm. Theo thằng Thu Liễu đi kiện. Cha ơi, bạn con muốn kiện kìa. Lớp con có điều ức ức, xin cha xử giùm ạ. Ức ức chuyện gì? Cha xem bài văn này có đáng được điểm ưu không ạ? Trời, bài văn này của đứa nào? Dạ của con ạ. Ta hiểu rồi, các cháu về đi để ta xử. Con mang quà tới biếu thầy đi. Thầy phê điểm ưu cho con là để cha tặng quà đấy. Thầy như thế mà cha còn biếu quà. Cứ mang đi đi. Hề, gói quà to chưa từng thấy, đúng là quà của quan. Kinh nghiệm mà, thấy con quan, con nhà giàu thì cứ ưu cho chúng. Cha mẹ chúng sẽ biết điều ngay. Hả? Quan tặng ta cái cuốc. Thầy đâu rồi? Thầy về quê rồi, có để lại thư đây này. Vậy là tụi mình được nghỉ học. He he. Học trò gì mà cứ được nghỉ thì mừng, học thế thì khi nào mới khá. Đây là thầy Thuyết, một người thầy tốt do ta chọn. Thầy sẽ dạy các cháu. Tưởng được nghỉ quê quá. Dạo này thằng Tỷ bị điểm liệt tơi bời. Sao mẹ nó không biếu quà cho thầy? Biếu rồi thầy không nhận. Bây giờ sẽ rõ mặt đứa nào giỏi, đứa nào dở vì không còn nạn tặng quà lấy điểm. Sao tự dưng ông bỏ giày để về làm ruộng? Quan tặng tôi cây cuốc. Ý quan nói rằng nếu tôi còn tiếp tục nhận quà đổi điểm thì quan sẽ cho về quê cút cỏ. Dạy học mà không kiếm thêm quà thì sao mà sống. Do đó tôi bỏ dạy trước cho khỏi mất mặt. Thầy Thuyết tốt lắm cha ơi. Thầy không nhận bất cứ quà nào của ai tặng. Thầy chấm điểm rất công bằng. Thầy như thế mới là thầy. Quỳnh ơi, cha tao không có tiền đóng thuế cho làng nên họ bắt cha tao đi dân phù ở biên giới. Có cách gì cứu cha tao không? Đợi tao hỏi chú Lù cái đã. Theo luật, người nào được miễn đi làm dân phu ạ? Người tàn tật, già cả và người điên. Cha mày không tàn tật, không già, chỉ còn có cách là bị điên mới thoát thôi. Giả điên kiểu như ông Tôn Tẩn bên tàu đó hả? Không làm đâu. Chịu khó một tí đi mình.
Bà có biết ông Tôn Tẩn giả điên cách nào không? Ông ăn phân đấy. Giả điên kêu ông Tôn Tẩn là soạn, là mất vệ sinh. Con sẽ bày bát giả điên cao cấp hơn. Khi làng tới bắt, bác hãy làm thế này, bác sẽ được đưa vào danh sách người điên ngay. Ừ, cách này hay à. Tập trung quân số, lấy cuốc xẻng ra đây. Đào một cái rãnh to bằng cái nhà. Rồi, lấy dây cột vào các chân cột. Xong rồi, để yên đó, khi nào làng tới thì diễn tiếp. Thằng Bình nhất quyết không nộp thuế, bắt nó đưa đi dân phu. Thằng Bình đâu? Lên đường ra biên giới. Đợi chút, đợi tôi làm chuyện này xong rồi đi. Vô ta. Mày làm gì vậy? Nhà bị dột, tôi phải kéo cái nhà sang một bên để tránh dột. Mày có đi không vậy? Nhà bị dột thì lợp đại mái, chứ sao lại kéo nhà đi chỗ khác? Hỏi ông nè, cái giường nằm ngay chỗ bị dột thì ông làm sao? Kéo cái giường qua chỗ khác. Đây cũng vậy, nhà bị dột, tôi kéo cái nhà qua chỗ khác. Mái nhà của mày bị thủng, mày có kéo đi đâu cũng dột à. Điên, bầu trời bị dột, nước rơi trúng nhà tôi phải kéo cái nhà đi chỗ khác mới hết bị dột. Thêm một chuyện điên nữa, cái nhà chứ có phải cái giường đâu mà mày kéo đi. Cái gì nằm trên mặt đất cũng kéo đi được cả. Tôi đã đào sẵn cái rãnh cho nó chạy rồi nè, đứng đó đợi tôi kéo đi cho coi. Vô ta. Nó bị điên nặng rồi. Chúng mày điên thì có, đứa nào nói tao điên, tao đập nát xương à. Da. Chạy lẹ đi. Ông Lý ơi, thằng Bình bị điên nặng lắm, không bắt đi dân phu được đâu ạ. Mấy bữa trước nó còn tính queo cơ mà. Chắc tại sợ đi dân phu quá nên nó hóa điên. Thôi, bắt người điên đưa đi dân phu thì ta bị tội đấy. Ha ha, khỏi đi dân phu. Hậu quả tai hại, giờ cả làng gọi cha tao là Bình điên.